Top 4 lý do khiến cho Kia K5 là chiếc xe đáng sở hữu nhất trong phân khúc xe hạng D. Top 1 đó là đẹp. Chiếc xe sang trọng, sở hữu thiết kế thể thao và hiện đại, tạo nên một phong cách rất là độc đáo. Chiếc xe này nó sẽ thu hút mọi ánh nhìn khi bạn lái nó. Và đặc biệt là top 2, chiếc xe được trang bị rất nhiều option mà các dòng xe khác cùng phân khúc không có. Đầu tiên là camera 360 siêu nét này. Đi trời nắng thì chúng ta có làm mát ghế ở đây. Đó, còn đi trời lạnh thì chúng ta có làm nóng ghế ở đây. Đó, và làm ấm vô lăng ở đây. Sạc không dây này. Cửa sổ trời toàn cảnh này. Đèn trần cảm biến nè. Cảnh báo điểm mù bằng hình ảnh. Cảnh báo áp suất lốp. Màn hình thay đổi theo từng chế độ được luôn. Ở hàng ghế sau rất là rộng rãi và thoải mái. Đó. Cửa sổ có rèm. Đó. Và có thể điều chỉnh được cái ghế đằng trước ở đây. Tới, lui. Đó, ngả lên xuống. Và đặc biệt là chế độ thư giãn mà trên các dòng xe khác không có ở đây. Đó, nó sẽ kéo dài, ngả ra, nâng đùi lên. Quá đã luôn. Xét ghế và nhớ ghế. Không, quá tiện luôn. Bấy nhiêu option đã đủ làm cho anh em say đắm chưa? Nếu mà chưa thì bây giờ chúng ta sẽ đến với top 3. Đó, trải nghiệm, cảm giác lái và các chế độ lái. Start top. Đầu tiên là Smart Mode, chế độ lái thông minh. Chế độ này cho phép hệ thống điều chỉnh các thông số lái xe tự động dựa trên cách bạn lái và điều kiện đường đi. Chế độ này giúp tăng sự tiện lợi và thoải mái cho người lái. Rồi tiếp theo Eco Mode, chế độ lái tiết kiệm nhiên liệu. Chế độ này giúp tối ưu hóa hiệu suất nhiên liệu của xe bằng cách giảm công suất động cơ và tối ưu hóa các thông số khác, tạo ra một trải nghiệm lái xe tiết kiệm nhiên liệu. Tiếp theo Comfort, chế độ này cung cấp một sự cân bằng tốt giữa chế độ Eco và chế độ Sport. Tay lái sẽ nhẹ hơn và mang lại cảm giác treo mượt mà hơn. Chế độ lái thứ tư, cái mà mình thích nhất, chế độ lái thể thao Sport Mode. Chế độ này giúp tăng độ nhạy của động cơ và phản ứng ga nhanh hơn. Hệ thống treo cứng và tay lái trở nên nặng hơn, tạo ra một trải nghiệm lái xe vô cùng ly kỳ và mạnh mẽ. Và cuối cùng là chế độ lái Custom. Chế độ này cho phép người lái tùy chỉnh các thông số lái của xe như là độ nhạy của động cơ, độ cứng của hệ thống lái, thời gian chuyển số của hộp số và nhiều thông số khác để tạo ra trải nghiệm lái xe phù hợp với sở thích, phong cách lái của mình. Ngoài ra K5 còn có nhiều tính năng hỗ trợ lái xe khác như hỗ trợ đỗ xe, cảnh báo điểm mù, cảnh báo va chạm và hệ thống kiểm soát hành trình. Tất cả các chế độ lái và tính năng này giúp cho người lái có trải nghiệm lái xe an toàn, thoải mái và tiện nghi. Ba lý do trên đã đủ nói K5 là chiếc xe đáng sở hữu nhất trong phân khúc xe hạng D chưa? Nếu chưa thì đây mới là cái chốt hạ này. Vâng các bạn, top 4 đó chính là giá bán của em nó khi đã chạy 16.000 km với tình trạng hoàn hảo thì em nó đang được bán tại ô tô Hoàng Long với mức giá chỉ hơn 800 củ. Đó, và các anh chị và các bạn đang có nhu cầu muốn lái thử trải nghiệm em nó thì xin mời ghé qua địa chỉ số 572 Nguyễn Văn Cừ, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắc để lái thử và trải nghiệm em nó hoàn toàn miễn phí. Vì số lượng xe có hạn mà số các bác đang máu thì lại đang có thừa. Thế nên là các bác nào đang thích em nó thì hãy liên hệ ngay cho Hoàng Long. Số điện thoại 0983 777 147 để tham khảo thêm và đặt cọc trước em nó ngay và luôn. Nhanh thì còn kịp, không nhanh là không kịp đâu ạ. Ok các bạn, mình xin kết thúc video tại đây. Nếu như các bạn yêu thích các video về review các cái xe khác của mình thì để lại một like, chia sẻ, đặc biệt là ấn nút đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video tiếp theo khi mà mình lên sóng video mới. Hoàng Long xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.